Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh vừa có chuyến đi thực tế kiểm tra tình hình sản xuất lúa đông xuân 2022-2023 tại các huyện dùng đồng tháp 10. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã giao xạ trên 150.000 ha lúa đông xuân bằng 134% so với cùng kỳ. Nhưng qua thực tế kiểm tra cho thấy, năm nay nước lũ trút muộn và chậm nên hiện vẫn còn nhiều đồng ruộng đang ngập lũ sâu, 4 đến 6 tấc nước như huyện Tân Hưng, Mộc Quá, Thành Quá, trong đó có các diện tích không có đê bao. Điều này dẫn đến một số diện tích sẽ gieo xạ muộn, kéo dài sang tháng 1 2023, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ dịch bệnh gây hại, nhất là dịch sâu năng. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Chí Thiện đề nghị, các dùng trong địa bao, ngành nông nghiệp địa phương phải quyết liệt khuyến cáo nông dân chủ động bơm trút nước, gieo xạ dứt điểm lúa đông xuân trong tháng 12 2022, đồng thời thăm đồng thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết dịch hại để có giải pháp phòng ngừa và điều trị kịp thời đảm bảo cho vụ mùa thắng lợi